Hello, chào các bạn đã đến channel của mình là Oppo Vlog. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị gói quà cho khách nha các bạn. Đây là những phần quà mà khách đã chọn lựa rồi. Cà phê, bánh, nước và ngũ cốc. Thì bây giờ mình sẽ dán cố định lại và mình bỏ vào bịch kiến nha các bạn. Thì các bạn theo dõi giùm mình nha. Bây giờ mình sẽ dán lại cho chúng đừng có rớt ra hoặc là bị nhúc nhích. Thì các bạn cứ dán đại đi. Đó. Như vậy nó sẽ dính lại thôi. Chủ yếu là mình dán không cần đẹp nha các bạn. Các bạn nào khéo tay thì nó đẹp thôi, chứ mình thì không được đẹp rồi đó. Nhưng mà mình dán cho nó có lệ là ok. Để cái này đứng lên cho nó đẹp. Mình dán như vậy thì nó sẽ không bị rút ra. Cái này mình sẽ dán lại đây. Thì bây giờ là gần Tết rồi á. Các bạn nào mà muốn mình gói quà thì các bạn nhớ liên hệ sớm nha. Đây cái vỏ nè. Đây là cái bề mặt sau. Đây là trung tâm mặt tiền nè, bánh nè. Ở đây là cà phê. Thì giờ mình sẽ bỏ vào bọc thôi các bạn. Nhìn thấy cũng cứng rồi đó. Được rồi ha các bạn ha. Giờ mình sẽ bỏ vào bọc thôi. Xong. Vậy là mình bỏ vào bọc rồi các bạn. Nhìn thấy ok không? Bây giờ mình sẽ gấp lại cái phần nhọn hai bên đây nè. Đây đây, gấp lại cho nó vừa với cái vỏ luôn nha các bạn. Nên cái phần gốc nè các bạn, thì các bạn nào mà muốn đẹp thì bạn nhét vô đây. Một bên này các bạn. Bên đây cũng làm như vậy luôn nha. Xong hai bên, bây giờ mình sẽ buộc lại cố định ở trên đây và lấy cái nơ màu vàng á các bạn, mình buộc ở đây nha các bạn. Chắc cái này thì tặng quà thì khỏi ghi, khỏi dán cái Happy Birthday ở đây. Bậy. Happy Birthday là lộn rồi. Bậy quá. Khỏi chúc mừng năm mới nha các bạn. Happy New Year thì mình sẽ khỏi dán ở chỗ đó. Tại vì cái này là đi tặng quà mà. Giờ mình sẽ làm thử cho các bạn coi. Phải thôi nha các bạn, ở đây nè, đó, chiều cao nó vừa phải luôn. Giờ mình sẽ lấy quân keo á và mình dán lại cái cổ này. Xong rồi các bạn, đây, đó, nó xoay vòng vòng cho các bạn coi nha. Chủ đạo của nó nè, đó là mặt tiền của nó,
Thì lý do là tại vì phần quà ít cho nên mình mới làm nó mới tròn tròn được vậy thôi. Nếu mà nhiều quà lên thì mình sẽ làm bố cục nó hoàn chỉnh hơn. Tại vì món quà của người ta thì chọn chỉ có 150 thôi mà. Rồi giờ mình sẽ buộc nơ vào. Thôi mình suy nghĩ lại thì cái mặt tiền nó là ở đây đi. Tại vì có cái phần ly nữa nè, cũng đẹp lắm các bạn. Đây là ngũ cốc nè, có ly nè, chữ bà yêu ở đây nè các bạn. Thì cái mặt tiền như vậy cũng đẹp. Giờ mình sẽ buộc nơ vào đây thôi. Đây. Xong. Để cố định rồi. Bây giờ mình sẽ vuốt râu lại cho nó quăng nha các bạn. Cũng lâu lắm rồi không biết vuốt như thế nào nữa. Đó. Đó các bạn. Râu mình làm xấu á. Như vậy là thành công rồi nha các bạn. Đây. Đó. Đã xong. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Thì các bạn nhớ like, share, subscribe giùm mình nha. Nhấn nút đăng ký ở bên dưới á, mé bên trái trái nha các bạn.